Ví dụ như là mình có một cái bài toán như sau, đó là viết một cái lệnh nhập giá trị cho một số nguyên A và số ghi ra màn hình bằng cách sử dụng thư viện AeroStream. Nếu mà các chị viết theo cách cũ á, các chị có thể khai báo một cái số nguyên A này, đúng không? Int A. Sau đó các chị dùng printf nhập một số nguyên để nó xuất ra một câu thông báo một số nguyên. Sau đó các chị dùng lệnh scanf phần trăm d và a, đúng không? Scanf phần trăm d và a. Rồi. Là cách cũ ha. Sau đó mình in ra cái số nguyên vừa nhập. Nhưng bây giờ ha, thay vì mình sử dụng printf và scanf thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái thư viện AeroStream để mình viết, thì cách viết nó sẽ hơi khác một chút. Đó. Mình ví dụ mình vẫn khai báo là int a là khai báo số nguyên a này. Sau đó thay vì dùng printf đúng không? Thì mình sẽ dùng cl nhập một số nguyên. Đó. Thay vì dùng lệnh cf thì mình sẽ dùng cl ha, toán tử ra này. Đó. Và nhập số nguyên. Tiếp theo cin a đó, là thay vì dùng scanf thì mình dùng cin a. Đối với scanf thì các chị phải biết cái định dạng của cái số, ví dụ như định dạng số nguyên là phần trăm d, nhưng với cin thì không cần nhớ gì đó, cin a thôi, cin toán tử vào a ha. Rồi muốn in cái số nguyên a thì mình cl a đó, thì chính là cái cách mà mình viết bằng thư viện AeroStream. Ok anh chị, thay vì dùng printf, scanf thì giờ mình dùng cout, cin ha. Rồi, ok anh chị. Chỗ này có ai không không hiểu không? Rồi, đó là cái cách mà mình dùng thư viện AeroStream ha. Mình ví dụ viết hàm nhập thông tin của một phân số bằng cách sử dụng thư viện AeroStream ha. Đó, thông tin của một phân số. Ví dụ như lúc trước ấy, mình viết cách mình sẽ dùng struct phân số đó chị, mình có int tử, int mẫu ha, file def struct phân số thành phân số file, ok không? Rồi sau đó mình sẽ ví dụ như mình định nghĩa cái hàm mà hàm nhập của cái phân số này, ví dụ như mình định nghĩa một cái hàm nhập void nhập phân số và int, đúng không? Đây là cái hàm nhập mà nhập vào cái phân số này. Đó. Ở đây mình phải truyền vào tham biến nè, tại vì cái hàm này nó làm thay đổi giá trị của cái tham số truyền vào, cho nên mình phải truyền tham biến. Đó. Mình sẽ dùng cin và cl để mình nhập ha, ví dụ như đây là cl tử, cin x chấm tử, như vậy. Sau đó là nhập mẫu, đúng không? Và cin x chấm mẫu, đây là cách mình dùng phần cin và cl. Đó. Thì như mình in cái phân số này ra màn hình thì mình làm như thế nào? Mình sẽ sử dụng hàm cout, đúng không? X chấm tử, như đây mình có dấu xịt và x chấm mẫu. Đó. Đó là cái cách mà mình có thể dùng thư viện AeroStream để mình viết hàm nhập xuất cho một phân số. Ví dụ như với một cái đối tượng phân số thì mình sẽ viết như thế nào, đúng không? Đó, ví dụ như nhập xuất một cái đối tượng phân số. Ví dụ mình có C phân số A, C phân số A. Mình sẽ có A chấm nhập, đúng không? A chấm nhập. Mình có A chấm xuất, đúng không? Đó. Như vậy thì nhập xuất một đối tượng phân số với thư viện AeroStream thì mình sẽ viết như thế nào? Đó. Đối tượng phân số nha. Đó. Thì ví dụ mình có lớp C phân số A, mình có một đối tượng A là phân số, là thuộc lớp C phân số. Như vậy mình có thể viết là dạng cin A như thế này có được không? Đúng không? Đó. Hoặc mình viết cl A như thế này có được không? Đó. Như vậy thì tại vì cái A này là một cái C phân số, và C phân số là do mình tự định nghĩa, đúng không? Mình tự định nghĩa. Cho nên cái cin và cl này này nó chỉ hỗ trợ cho các chị những cái đối tượng, những cái dữ liệu cơ bản thôi của C cộng cộng nó cung cấp thôi. Như vậy thì với một cái lớp C phân số mình định nghĩa thì nó sẽ không sử dụng được như thế này. Nhưng nếu muốn sử dụng như thế này thì mình sẽ làm như thế nào? Mình vẫn có thể viết hàm ha, để mình có thể sử dụng C và CL cho lớp C phân số mình tự định nghĩa. Đó. Như vậy thì cái này mình sẽ làm như thế nào?
ký hiệu này người ta gọi là toán tử vào này các chị, còn ký hiệu này người ta gọi là toán tử ra ha. Đó là cái lưu ý. Đó. Vậy thì làm sao mình có thể viết được như vậy? Vậy thì để viết để sử dụng CIN và CIOUT cho một cái lớp mà mình tự định nghĩa ha, thì mình phải định nghĩa cái toán tử vào đó cho cái lớp của mình và toán tử ra cho cái lớp của mình. Đó, mình phải định nghĩa hai cái toán tử này. Đó, mình phải định nghĩa hai cái toán tử này. Đó, đối với lớp C phân số thì mình sẽ định nghĩa hai cái toán tử này cho lớp C phân số. Đúng không các chị? Ok không? Rồi. Thì tại vì hai cái toán tử này này nó đã được định nghĩa rồi các chị cho sin và cos, cho nên là mình muốn định nghĩa nó mình sẽ sử dụng kỹ thuật là hàm bàng ha, kỹ thuật là hàm bàng các chị, gọi là frame function ha, của phương pháp lập trình đối tượng đó. Nên mình sử dụng kỹ thuật hàm bàng frame function ha. Đó. Nhớ nha các chị nha, hàm bàng nha, frame nha, function nha. Chị phải nhớ kỹ cái này nha. Lý thuyết sẽ có những câu hỏi liên quan đến frame function. À, lưu ý. Một hàm bảng của một lớp đối tượng, nó sẽ được phép truy xuất đến tất cả các thành phần của đối tượng thuộc về lớp đó, bất chấp thành phần khai báo ở phạm vi nào. Tức là một hàm bảng, nó sẽ được truy xuất đến tất cả các thành phần của một lớp luôn. Nha các chị. Đó. Ví dụ, mình khai báo lớp nha, C phân số này. Mình có private, inter tử, inter mẫu, đúng không? Public thì mình sẽ khai báo những cái hàm, ha, phương thức. Mình sẽ có cái toán tử, mình sẽ nghĩa toán tử vào ha, cho lớp C phân số. Này, toán tử vào này, mình gọi là operator, toán tử vào. Đó, operator, toán tử vào. Đây mình có gì? E stream, đúng không? E-stream. Đó, input stream các chị và es, c phân số và x, đây là các tham số của cái toán tử vào này. Đó. Một cái luồng dữ liệu vào ha, e-stream và es, c phân số và x, đúng không? Rồi nó sẽ trả về cái gì? Nó sẽ trả vào một cái e-stream vào, đúng không? Alo. Nó sẽ trả về một cái e-stream và, đúng không chị? Đó. Và trước nó sẽ có hàm, nó có chữ friend, đúng không? Hay là từ khóa. Các bạn có chị nào thì mở. Rồi. Ok, trước nó sẽ có từ khóa là friend ha. Thì cái hàm, cái toán tử này nè, nó sẽ sử dụng cái kỹ thuật là hàm bảng ha. Đó, hàm bảng là frame function, nó có cái từ khóa là frame. Rồi ha, trả về một cái luồng dữ liệu vào này. Đó, đi stream vào. Đó. Và cái operator toán tử vào. Đó, đi stream vào. Yes. Ok các chị. Đây là cái này các chị phải học thuộc nha. Đó. Bắt buộc các chị phải viết như thế này. Đó. Khi mình định nghĩa toán tử vào cho một lớp C, một cái lớp mà mình định nghĩa ha. Tương tự như vậy mình có toán tử ra, operator toán tử ra. Mình có OS, O stream ha, outstream đó, và OS. C phân số và x tương tự như trên, đúng không? Và cái này thay vì ES toán tử luôn tại luôn dữ liệu vào thì đây là dữ liệu ra ha. Rồi toán tử ra. Mình cũng sẽ trả về một cái O stream và ha. Đó, một cái outstream và. Và mình cũng sẽ sử dụng kỹ thuật hàm bảng ha, frame function. Đó, đây chính là cách mình khai báo toán tử vào và ra cho lớp C phân số. Để mình định nghĩa, mình có thể sử dụng được cái Cin và Cout cho lớp C phân số này. Ok các anh chị. Rồi, ở đây có câu hỏi gì không các anh chị? Có chỗ nào không hiểu không? Ok các anh chị. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa cái toán tử vào.
Như vậy thì mình nghĩ thế nào? Ở đây khi mà định nghĩa các chị bỏ cái từ khóa friend đi nè. Đó, bỏ cái từ khóa friend đi nè. Và chỗ này là đây là một cái hàm bạn thôi. Cho nên các chị thấy nó không có toàn cái tấm thử tổng vật ở đây đúng không? Đó. Các chị ra nó định nghĩa giống cái hàm bình thường ha. Is stream và operator tấm thử vào. Yes stream và yes. Phân số và x. Đúng không? Đó. Rồi. Như vậy thì muốn nhập một phân số thì mình sẽ nhập thử vào mẫu. Đúng không các chị? Ok. CL nhập thử. ES toán tử vào x chấm tử đó nha, ES toán tử vào x chấm tử, CL nhập mẫu, ES toán tử vào x chấm mẫu, ok các chị. Và cuối cùng return ES, tại vì ở đây mình sẽ trả về một cái stream nè, nên chỗ này mình phải return là ES đúng không? Đó. Tại sao trả về đối tượng từ lớp stream? Tại vì ở đây yêu cầu mình sẽ trả về một cái stream nè, đó trả về. Ok các anh chị. Rồi. Đó, đây là mình định nghĩa xong cái toán tử vào ha. Đó. Tiếp theo toán tử ra thì tương tự, chỗ này thay vì là ES thì mình là OS đúng không các chị? Đó, toán tử ra. OS. Đó, OS x chấm tử xuyệt x chấm mẫu ha, return OS. Cái này là tại vì ở trên này mình trả về một cái OS O stream này, nên chúng mình phải truy cập một cái O stream đúng không? Rồi, ok. Đó là mình đã định nghĩa xong cái mình đã đi qua được cái kỹ thuật hàm bạn đúng không? Kỹ thuật hàm bạn và mình có thể định nghĩa cái toán tử vào và ra cho một cái lớp C phân số. Như vậy thì tương tự các chị có thể định nghĩa toán tử vào và ra cho bất kỳ một cái lớp đối tượng nào mà mình tự định nghĩa đúng không? Đó. Ví dụ như lớp C điểm nè, lớp C hỗn số nè, lớp C đa thức nè, C đường tròn nè, đường cầu nè, đúng không? Các chị có thể định nghĩa được mấy cái kết toán này. À. Như vậy, khi đó mình muốn sử dụng toán tử vào ra, mình sẽ sử dụng như thế nào? Mình sẽ khai báo C phân số A, C in toán tử vào A, C out toán tử ra A. Ok, các anh chị. Đó chính là cách mình sử dụng. Thì ở đây trong câu lệnh thứ hai của đoạn chương trình này nè, thì mình nói hàm operator toán tử vào được gọi thực hiện với hai đối số là cin và đối tượng a đúng không? Hàm này nè nó được gọi thực hiện với hai đối số đó là cin và đối tượng a. Tương tự như vậy cái hàm này nè đó nó sẽ được gọi thực hiện với hai cái đối số đó là cl và đối tượng a ha. Tương tự như vậy ha, chúng ta thực hiện với hai đối số là CL và đối tượng này. Đó. Đó chính là cách mình có thể sử dụng hàm bạn để mình định nghĩa cái toán tử vào ra cho một lớp đối tượng mà mình tự định nghĩa ra. Ha. Như vậy thì mình có thể sử dụng như thế nào? Ở đây thì mình có thể sử dụng Cin này cho nhiều cái đối tượng cụ thể, ví dụ như C phân số ABC, mình có thể Cin A, B, C. Đó. Cin toán tử vào A, toán tử vào B, toán tử vào C. Như vậy thì khi đó thì nó sẽ nhập A trước, sau đó nó sẽ gọi nhập B, sau đó nó sẽ gọi nhập C, đúng không? Nó thực hiện từ trái qua phải. Tương tự như vậy với CL ha, CL A, CL B và CL C. Như vậy thì nó sẽ thực hiện A, CL cái A trước, sau đó đến B và C, từ trái qua phải. Ứng dụng mình hãy định nghĩa cái toán tử vào và ra cho lớp đối tượng C ngày. À, ví dụ như vậy ha. Ví dụ mình có cái lớp C ngày. Đó, class C ngày. C ngày thì mình có ngày nè, tháng nè, năm nè, tất cả là inter nè, đúng không? Private inter ngày, inter tháng, inter năm. Public mình sẽ khai báo cái toán tử vào cho lớp đối tượng C ngày ha. Friend ES stream và operator toán tử vào ES stream và ES C ngày và x. Tương tự như vậy mình có O stream ha. Đó là khai báo đúng không? Sau đó mình sẽ định nghĩa thôi. Để tương tự như với C phân số thì ở đây mình có thêm ba cái thôi đúng không? Đó là ngày ES toán tử vào ngày, tương tự như vậy tháng và năm
cuối cùng return ES. Đó là cách định nghĩa cái toán tử vào cho lớp đối tượng xe ngày. Tương tự như vậy mình có thể định nghĩa toán tử ra cho lớp đối tượng xe ngày. Đó, mình sẽ in ra nè, ngày nè, xuyệt nè, tháng nè, xuyệt nè, năm nè. Đó. Ngày, xuyệt, tháng, xuyệt, năm. Ha. Cuối cùng return OS. Ok các chị, tới đây có chỗ nào không hiểu không? Thầy cho em hỏi này. Dạ, trong cái hàm toán tử đó này, sao mình phải nhét cái sin ngày, cái xe ngày thì tại nó cùng một lớp trong cái này. Không, ở đây nó là hàm bạn. Nó là một hàm bạn thôi, chứ nó không phải là một cái đối, là một cái phương thức của lớp xe ngày. Tức là nó là một cái hàm ở bên ngoài. À dạ, hiểu. Dạ. Nó là hàm bạn thôi nha, nó là một cái hàm nó ở bên ngoài chứ nó không phải là phương thức của lớp xe này. Thầy cho em hỏi với thầy. Ok. Ở ngay chỗ mà outstream xong có dấu và operator thầy, còn ở dưới mình khai báo outstream thì dấu và nó lại sát ở bên cái đĩa mình gán, vậy thì cái nếu như nó để sát ở trước outstream thì nó nghĩa là gì thầy? À, để chỗ nào cũng được em. À, dạ. Vậy là để gần với operator hay là đâu cũng được hết ạ? À, thông thường người ta hay để như thế này. À. À. Nhưng mà khi mà viết return và thì mình sẽ để sát đây để biết là nó sẽ trả về. Nếu như mình viết liền thì nó có lỗi không thầy? Không, nó không có vấn đề gì hết nha. À dạ rồi, anh cảm ơn ạ. À, nhưng mà các dạ, thầy. Chỉ lưu ý là cái toán tử và này nè, nó phải đặt trước một biến nha. À, đặt trước một biến. Còn cái này là nó dạ, là châm. Trả về thôi. Ok. Châm hỏi thầy. Ví dụ như trong một một cái bài toán mà nó có nhiều lớp này thì mình định nghĩa một toán tử nhất định như vậy thì làm sao mình có thể phân biệt được nó xuất ra cái nào? Nhiều lớp là sao? Dạ, ví dụ trong trong một bài mình có nhiều cái đối tượng thì mình khai báo nhiều lớp. Ví dụ Đúng như rồi. trong một cái tam giác thì có nhiều điểm thì mỗi một điểm cái hình ba điểm mình tạo tam giác. Thì mình dùng một cái toán tử như vậy thì mình sao mình biết mình xuất điểm là mình xuất tam giác? Đâu. Ví dụ như điểm thì mình sẽ có một lớp điểm riêng. Rồi sau đó mình khai báo lớp tam giác thì sẽ có lớp xe tam giác riêng. Thì Đấy, cái nó tùy theo hàm cái biến mà mình xuất là nó sẽ hiểu đúng không thầy? đúng rồi, ví dụ như mình À. khai báo đối tượng đó là đối tượng điểm thì nó sẽ gọi hàm xuất của đối tượng điểm, còn nếu khai báo nó là tam giác thì nó sẽ lấy hàm xuất của lớp tam giác. À, dạ rồi. Nhiều. Rồi, ok, các chị còn câu hỏi nào khác không? Đối với cái phần này á, thì cái bài tập về nhà là các chị sẽ phải định nghĩa ha, khai báo và định nghĩa các toán tử vào và ra cho các lớp đối tượng. Ví dụ như là đây là con số và ngày rồi đúng không? Bây giờ mình có thêm xe điểm này, xe thời gian này, đơn thức này, điểm không gian này, đường thẳng hỗn số vân vân. Đó, các chị sẽ khai báo cái này nha, học khai báo cho nó quen các chị. Rồi. Ví dụ nha, để ví dụ đi ha. Ví dụ như mình khai báo một cái lớp khác đi ha. Rồi ví dụ như lớp tam giác luôn nè, mình sẽ lấy luôn ví dụ lớp tam giác đi ha. Ok, tiếp tục. Là 02 đi. Đó. Thì mình có khai báo định nghĩa cái toán tử và ra cho lớp xe tam giác ví dụ vậy ha. Thì đầu tiên mình phải có điểm trước đúng không? Tam giác có 3 điểm ABC. Thì ở đây mình sẽ có khai báo lớp điểm trước, ví dụ như class C điểm đúng không? Đó. Thì điểm thì mình có gì? Plot hay in cũng được ha. Plot x. Điểm trước đúng không? Vệt chấm đúng không? Plot x.
Đó. Rồi. Public mình là mấy khóa của mình có gì? Mấy khóa của mình sẽ khai báo là một cái friend đúng không? Đó, friend nè. ES stream và đúng không? Đó. Operator đóng cửa vào đúng không? Một cái stream và ES đúng không? Và cái đối tượng của mình là C điểm và ok ha, từ nhỏ thôi cho nó dễ xài. Ok, thứ tự như vậy mình sẽ khai báo một cái, vậy mình sẽ khai báo một cái nó từ ra đúng không, nó là stream này. Đó, operator đến từ ra này, đi pen này hả. Ok quá chị, còn ba nha, không có lỗi, nhưng không có lỗi đúng không. Tương tự như vậy mình sẽ khai báo thêm một cái lớp sẽ tạp giác nè, tạp giác nè. Đó, tạp giác thì mình có một cái ba cái điểm đúng không, C điểm A cái gì vậy, C điểm B, C điểm C đúng phải đúng không. Đó, mình cũng sẽ có một cái hàm như vậy nha, ví dụ như là friend đúng không, yes stream, stream, stream. Cái này nó lại không mất cái mình rồi, cái này là ô nha, đây nó không có ra cái kệ đó và ha. Ok rồi, chờ cắm cái vào đó, in stream đó, và ES đúng không, C tam giác và tam giác thì từ từ mình đặt lại gì vấn đề tiếp giờ đi ha, giờ đi mình có tương tự như vậy, mình có all stream nè, tán tỉ ra nè, mình có all stream nè, OS nè. Đây là chính là cách mà mình khai báo combine xem nó có lỗi không. Ok, không có lỗi đó, thì mình khai báo đúng rồi đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa thôi, mình sẽ định nghĩa các cái hàm này thôi. Nào, ví dụ như mình sẽ định nghĩa hai cái hàm này, đúng không? Đó, đây là định nghĩa nè. Đây thì mình sẽ muốn định nghĩa, mình sẽ bỏ cái frame đi ha. Đó, bỏ cái frame đi. Rồi, muốn dập hai điểm xy đúng không? Thường thì nó là float á, anh chị nhập qua tên cũng được, còn không thì thôi ha. Đó. Rồi, tiếp theo. Rút bàn đi ha, cho nó nhanh. Tiếp, bắn tự vào. Đúng không? CL. Đấy, chúng tôi vào đây, chúng tôi đi. Ok, ok các chị. Và cuối cùng, return. Return là cái ES ha. Rồi, combine sẽ có lỗi không? Không có lỗi, đúng không? Tiếp theo là cái else stream. In cái điểm ha, in cái điểm. In cái điểm thì mình sẽ in như sau. US tấm tự ra nè, dấu mở mặt nè, rồi sau đó đến cái E tấm X nè, sau đó đến cái dấu phẩy nè, sau đó đến P tấm Y nè, sau đó đến cái dấu đóng mặt nè. Ok, đó là vậy. Tiếp tục thì tên US. Rồi bây giờ ví dụ như mình sẽ định nghĩa cái tam giác, cái tấm tự tài cho tam giác có từ ra cái từ định nghĩa ha. Nó bây giờ tấm tự tài cho cái tam giác này, bỏ cái frame này đi ha, tại vì đây là hàm bạn thôi, cho nên là mình nó không cần dùng tấm tự tấm tự cầm bực. Đó, bây giờ mình sẽ định nghĩa cái tấm tự tài cho lớp C tam giác. Như vậy thì cho tam giác mình phải nhập cái gì, mình nhập ba cái điểm ABC đúng không, ba cái điểm ABC. Đó. Rồi
Rồi mình sẽ sửa A với 2 thông báo này. À, nhập A, 2 chấm, sửa cái này tôi xuống dòng ha. Đó, rồi, yes, nó sẽ vào như các bạn. Cái gì? G chấm A, đúng không? Đó, chúng tôi như vậy mình sẽ có, mình copy cho nó nhanh nha các chị. Sau thôi, để đổi thành ABC ha. Nhập B, G chấm B. Nhập C, G chấm C. À, cùng đi tên ES. Đó. Còn bài sẽ có lỗi như không có lỗi đúng không? Rồi, ok. Mình sử dụng được tab thứ vào cho cái điểm A, tab thứ vào cho điểm B, tab thứ vào cho điểm C. Mình sử dụng được cái này nè, lý do là mình đã định nghĩa cái tab thứ vào cho cái lớp C điểm rộng. Đó, chị lưu ý ha, chỗ này mình sử dụng được nè, do mình đã định nghĩa cái tab thứ vào cho lớp C điểm rồi nè. Cho nên mình mới xài được như vậy ha. Đó, bây giờ mình sẽ định nghĩa luôn cái tab thứ ra, tab thứ ra cho lớp C tam giác. Cái đơn giản các chị cũng dễ ha. Ok ha, đây mình sẽ chúng ta thử cảm giác mình sẽ tìm như thế này cho đẹp ta như thế này cho đẹp OS đi chữ A này ha, đâu anh chị, rồi sau đó là gì, G chấm A. Ok ha, cảm giác nha. E ha, rồi ok. Rồi OS tiếp đi ha, xuống dòng nha các chị. Shift N B. Ok ha. Rồi G chấm B, ví dụ như vậy. Rồi tương tự. Ok. Rồi tên. Yes. Ok các chị, rồi mình chạy thử nha. Còn đây không có lỗi nè. Bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Thì như khai đây mình sẽ khai báo một cái C tam giác giờ nhỏ ha. Rồi mình lại giờ chấm. À không, không có giờ chấm. Mà ở đây mình sẽ là khai, mình sẽ là C in ha. Giờ đó. Now. Good. Ok. Wow, thì mình sẽ sử dụng được C và C out cho cái lớp C tam giác mà mình định nghĩa. Ok không? Rồi, chạy thử xem. À, anh chị thấy này, nhập A này. X bằng 1, 2, B bằng 3, 4, C bằng 4, 5. Đó. Vậy tam giác của mình là A là 1, 2, B là 3, 4, C là 4, 5. Ok quá chị. Đó là cách mình sử dụng ha. Rồi, cái chỗ nào không hiểu không? Thầy để một chút để làm thử thầy. À, từ từ. Đến đến buổi thứ ba, buổi sau á ha. Buổi thứ ba là mình sẽ có cái buổi thực hành. Cái này để sau khi lý thuyết xong các chị tự luyện thôi nha. Mình sẽ gửi cái code này lên trên để các chị gõ lại nha. Dạ. Thế là mình sẽ gửi code này lên trên này để anh chị coi lại. Mình sẽ có một buổi thứ ba, bữa nay hai buổi đầu là hai buổi tiếp nha. Sau còn cái này thì mình chú ý theo dõi lý thuyết để mình hiểu thôi. Tí nữa mình sẽ gửi cái này lên trên trên đây để các chị ngồi rõ lại ha. Đó. Cho nó nhớ thôi. Rồi, ok ha, các câu hỏi gì khác không chị? Thầy cho hỏi là cái hàm nhập xuất đó thầy, ngoài cái mấy cái stream với lại cái đối tượng thì mình có thể chèn thêm cái khác được thầy, như chuỗi hay là số hay là như thầy. Là sao? Ví dụ như cái hàm nhập nhập A thì cái chữ A đó mình có thể tùy biến thành một cái chuỗi để khi mình
mình không cần phải gõ cho nó ra thành thông tin gì luôn, mà mình có thể nhập vào khi mà mình muốn đổi cái nội dung của thầy. À, tức là mình không thích chữ nhập A này, mình muốn thích chữ khác đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ khi mỗi lần mà mình dụ mình gõ cái thông tử này thì mình đối với tượng đó thì điều là nhập A, nhưng mà mình đối với tượng khác mình muốn đổi thành những thông tin khác, mình chèn cái chuỗi vô thì nó có thể được không? Mình vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà ở đây mình chưa bị nghĩa. Thì cái Dạ. chuỗi này là mình fit nè, mình fit cho tới như vậy luôn nè. Dạ đúng Đó. rồi, nhưng mà mình không muốn fit nữa thầy, mình muốn thành một cái cha sao, có biến cha sao này, rồi mình cho nó xuất ra cái cha sao đó. Như vậy thì phải nhập ra mới được, mình phải nhập thôi, Chứ không chị không cũng không phải có dùng gõ, tổng tử định nghĩa rồi đúng không các chị phải gõ vào. Nhưng mà tại thầy? sao Dạ, phải ý mình nói làm là như khi vậy ta? Tức là cái này thực ra nó chỉ là một câu thông báo để các chị biết là mình sẽ nhập cái gì vào đây, hiểu không? Còn cái chuỗi này thì các chị có thể thay đổi tùy ý, các chị muốn nó là cái gì cũng được mà. Vậy là mình muốn truyền 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 cái tham số như bất kỳ cũng được đúng không thầy? Ví dụ như cái hàm hàm operator suất này đúng không thầy, nhập đúng không thầy, thì em truyền extreme c tam giác với lại một cái kha sao, thì thay vì em cho nó xuất ra nhập a thì À, em cho nó không, xuất là không được, cr, không được, không được, không không được. được không thầy? Cái chỗ này Không được là không? Dạ. operator, tán tử vàng nó chỉ nhận vào hai cái đối số, đó là cái đối tượng của mình và cái tán tử vàng thôi. Cái Dạ, đối tượng dạ. in Cảm thôi. ơn thầy. À. Ok, mình không có tìm được nha, tại vì nó tán tử hai ngôi. Ha. Nè, bên đây các chị thấy không? Cái operator của mình nè, nó chỉ nhận vào nè, cái đối tượng của mình nè và cái tán tử c in thôi nè. Các chị có truyền vào đây nhiều cái thì nó cũng đâu có xài được đâu, đúng không? Đó. Chỗ này đâu có gọi được đâu, đúng không các Cho chị? em hỏi đây. Vậy là đầu tiên thì mình ví dụ mình tạo một cái class trước, thì trong class đó mình sẽ khai báo một cái friend function là in, input stream với lại outstream đó thầy. Xong bên dưới mình sẽ định nghĩa hai cái hàm đó, xong rồi mình gọi nó ở trong hàm main. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Cái C in và cái C out này nó sẽ gọi vô cái friend function ở trong cái class đúng không này? Đúng rồi. Tức là cái operator này này. Ok, nó chính là cái này này. Nhưng mà các chị thấy là mình gọi C in tán tử vào G đúng không? Là tam giác này. Thì cái C tam giác của mình á, ban đầu nó không có cái tán tử vào này và tán tử ra này đúng không chị, do là mình tự định nghĩa mà cho nên nó không có, mà mình muốn sử dụng nó giống như là một cái đối tượng cơ sở, ví dụ như kiểu inter kiểu plot đồ, thì mình sẽ làm như thế nào. Thì ở đây nó cung cấp cho các anh chị kỹ thuật là frame hàm bạn, đó là mình có thể sử dụng kỹ thuật hàm bạn này này để mình định nghĩa cái tán tử vào và ra cho cái lớp của mình đó. Thì ở đây là cái cách này, đây là cách mà mình đã định nghĩa cái tán tử vào cho cái lớp C tam giác, ví dụ như vậy ha. Thì ở đây là cách gọi thôi, C in tán tử vào một cái đối tượng tam giác đúng không, thì do là mình đã định nghĩa cái operator tán tử vào rồi cho nên là cái ở đây mình có thể sử dụng được C in tán tử vào và giờ đó, CL tán tử vào và giờ đó. Ok các chị. Cái gì thắc mắc chỗ này nữa không? Ok đúng không? Vậy thì chỗ này á, mình muốn sử dụng cin cho một cái đối tượng mà mình tự định nghĩa đúng không? Cho một cái lớp mà mình tự định nghĩa thì mình phải định nghĩa cái tán tử vào và ra cho nó. À, đó là, và cách định nghĩa đó là dùng kỹ thuật hàm bạn. À, đó là friend function. Tóm lại thì mình nó sẽ là như vậy ha. Tiếp theo, ngoài khi mà mình định nghĩa một cái lớp đối tượng của mình thì nó sẽ cung cấp cho các anh chị
những cái phương thức đặc biệt nè. Đó, đó là những cái phương thức đặc biệt, đó là phương thức thiết lập và phương thức phá hủy nha. Đó, phương thức thiết lập và phương thức phá hủy. Như vậy thì phương thức thiết lập và phá hủy này để dùng để làm gì? Thì các phương thức thiết lập người ta gọi là constructor nha. Constructor đó là phương thức thiết lập. Thì nhiệm vụ của phương thức thiết lập đó, nó sẽ thiết lập các thông tin ban đầu cho các đối tượng thuộc về lớp ngay khi đối tượng đó được khai báo. Nhiệm vụ của nó là thiết lập các thông tin ban đầu cho đối tượng thôi. Khi mà đối tượng đó được khai báo thì nó sẽ thiết lập các thông tin ban đầu cho cái đối tượng đó. Ok, em nói chuyện. Thì cái đặc điểm của cái phương thức thiết lập này như thế nào? Đó là tên phương thức nó sẽ trùng với tên lớp. Tên phương thức này trùng với tên lớp, nó không có giá trị trả về. Ok anh chị, tên phương thức trùng với tên lớp và không có giá trị trả về, và nó sẽ được tự động gọi thực hiện ngay khi đối tượng được khai báo. Khi đối tượng khai báo nó sẽ tự động gọi thực hiện, lưu ý nha. Đó. Và một lớp này nè, nó có thể có nhiều cái phương thức thiết lập khác nhau. Ok các anh chị, một lớp thì có thể có nhiều cái phương thức thiết lập khác nhau. Đó. Và trong một quá trình sống của đối tượng chỉ có một lần duy nhất là nó gọi thực hiện cái phương thức thiết lập đó thôi. À, đó là khi đối tượng đó được khai báo, đó là sẽ được gọi thực hiện đúng một lần và sau đó nó không gọi được cái này nữa. Ok quá chị, đó là phương thức thiết lập, đó là một số cái đặc điểm của phương thức thiết lập. À, thì cái phương thức thiết lập này nè, nó thuộc cái nhóm phương thức khởi tạo, ha, nó là khởi tạo giá trị ban đầu cho đối tượng. Ok quá chị. Nhớ nha, nó là tên phương thức nó sẽ trùng với tên lớp, không có giá trị trả về này, và nó chỉ được gọi thực hiện ngay khi đối tượng đã khai báo và gọi một lần thôi. Và có thể có nhiều cái đối tượng, nhiều phương thức thiết lập. Thì mình sẽ đi ra dần dần, mình sẽ thấy nó sẽ có những cái phương thức thiết lập nào. Thì mình có thể chia nó ra làm ba nhóm. Thứ nhất là phương thức thiết lập mặc định, mặc định người ta gọi là default constructor, đó, thiết lập mặc định. Thứ hai là thiết lập sao chép và copy constructor, thiết lập sao chép. Và thứ ba đó là thiết lập có tham số, đó, phương thức thiết lập có tham số đầu vào. Thì phương thức thiết lập mặc định là gì? Thì đây là những cái phương thức thiết lập thông tin mặc định cho cái đối tượng của mình, và cái này là do người lập trình người ta sẽ tự quyết định, ha. Người lập trình sẽ tự quyết định cái trường hợp này, đó các chị. Đó. Thì ví dụ như mình muốn cái giá trị mặc định cho cái đối tượng của mình, cái lớp đối tượng của mình khi mà vừa khởi tạo thì nó sẽ là bao nhiêu, thì mình sẽ tự định nghĩa con số đó nha. Okay. Còn phương thức thiết lập sao chép là gì? Đó. Nó sẽ nhận đầu vào đó là một cái đối tượng thuộc về cùng một lớp. Như vậy thì thông tin của nó sẽ là sao chép lại các cái thông tin của cái đối tượng kia. Được không anh chị? Đó. Như vậy thì sao chép hoàn toàn giống luôn nha. Nó gọi là phương thức thiết lập sao chép. Phương thức thiết lập mà nhận thông số đầu vào, tức là nó sẽ có những cái thông số đầu vào ha. Và nó không phải là phương thức thiết lập mặc định nha các anh chị. Nó sẽ nhận một số cái thông số đầu vào và nó sẽ gán cho cái thông tin của cái lớp của mình. Ha. Đó là một cái phân loại ba cái phương thức thiết lập. À, mình ví dụ minh họa cho các anh chị dễ hiểu. Ví dụ như mình khai báo và thiết lập các phương thức khai báo và định nghĩa các phương thức thiết lập cho lớp đối tượng xe phân số. Ví dụ như mình có một cái class xe phân số này, mình có integer mẫu này, đúng không? Đó. Mình sẽ có phương thức thiết lập mặc định. Các chị thấy là cách viết này, xe phân số này đó là tên phương thức trùng với tên lớp, đó, trùng với tên lớp, không có tham số đầu vào, không có triệu trả về. Thì cái này là phương thức thiết lập mặc định. Theo phương thức thiết lập có tham số, đây để nhận vào hai cái tham số này, đó là tử và mẫu đó các anh chị, để nó gán giá trị mặc định cho tử và mẫu, đúng không? Đó. Đây là một phương thức thiết lập này, do tên của nó trùng với tên lớp, không có giá trị trả về. Tiếp theo phương thức thiết lập sao chép, các anh chị thấy nó sẽ sao chép
các thông tin của một cái đối tượng phân số đã có này. Thì đây là cách khai báo này, các anh chị thấy là C phân số này mở ngoặc này, chữ công tăng C phân số và ha. Đó. Ai lý giải được tại sao nó phải có chữ công tăng này không? Tại vì người ta không muốn à, ok, có ai, ai ai lý giải được không? Dạ, tại vì constant là hằng thì là không muốn thay đổi cái dữ liệu nội dung bên trong cái phân số. Đúng rồi. Người ta chỉ tham chiếu nó. Tại vì á, ở đây cái phương thức C phân số này các chị, cái phương thức thiết lập này này nó bắt buộc phải truyền vào một cái tham số, một cái tham chiếu, tham biến, đúng không? Nếu mà truyền vào tham biến thì có khả năng nó sẽ bị thay đổi sau cái lời gọi hàm này, đúng không? Mà người ta không muốn cho nó thay đổi, người ta để constant ha, không cho thay đổi nha các chị. Rồi. Như vậy thì định nghĩa như thế nào ha, phương thức mặc định này các chị thấy ở đây nó có dùng lợi toán tử tầm vực này ha, của lớp C phân số này. Đây là phương thức thiết lập mặc định của lớp C phân số. Tử bằng 0, mẫu bằng 1. Ok các chị. Đây là do người dùng tự định nghĩa đúng không? Mình muốn mặc định của nó là có tử bằng 0, mẫu bằng 1 ha. Các chị, chỗ này hiểu không? Ok ha, đó là mình chỉ định nghĩa ra của con số mặc định thôi. Tiếp theo là phương thức thiết lập và sao chép nha, sao chép. Thì mình sẽ sao chép các thông tin của thằng x này này vào cái lớp C phân số của mình, đúng không? Và tử sẽ bằng x chấm tử, mẫu bằng x chấm mẫu, đơn giản các chị, rất là đơn giản luôn, đúng không? Đó. Theo phương thức thiết lập khi biết đầy đủ thông tin, đó, ví dụ như mình có hai thông tin đó t và m, đúng không? Mình sẽ gán tử bằng t, mẫu bằng m, đúng không? Tử bằng t, mẫu bằng m, đây là phương thức thiết lập có tham số, đúng không? Tham số đầu vào. Đó chính là ba cái phương thức thiết lập của lớp C phân số, ha, ba phương thức của lớp C phân số. Rồi, chỗ này các anh chị có câu hỏi gì không? Ok không các chị? Ok ha. Rồi, bây giờ mình sử dụng nó như thế nào? Mình ví dụ nha. À, mình có cái C phân số A khai báo, đúng không? À, mình gọi A chấm nhập, như vậy. Mình gọi A chấm xuất, như vậy. Như vậy thì với cái đoạn chương trình này, các anh chị thấy nó sẽ có bao nhiêu phương thức sẽ được gọi thực hiện? Ở đây mình thấy nè. Khi khai báo C phân số A, như vậy thì chỗ này nè, nó sẽ là có phương thức thiết lập mặc định được gọi thực hiện, đúng không? Là một, phương thức thiết lập mặc định được gọi thực hiện này. Sau đó phương thức nhập, sau đó phương thức xuất. Như vậy thì với ba lệnh này mình đã có ba cái phương thức được gọi thực hiện rồi, đúng không? Phương thức thiết lập mặc định, phương thức nhập và phương thức xuất. Ok các chị. Đó. Như vậy thì phương thức thiết lập mặc định nó sẽ được gọi khi khai báo đối tượng luôn, đúng không? Đó. Khi đối tượng này khai báo nó sẽ tự động gọi luôn nha các anh chị. Như vậy thì sau khi khai báo này xong á thì cái A này bằng nhiêu? A này là 0/1, đúng không các anh chị? Tử là 0, mẫu là 1. Đó. Rồi. Cái ví dụ thứ hai ha. Vậy mình có C phân số A phẩy B mở ngoặc 1,2 đóng ngoặc chấm phẩy. Đó, mình nhìn vào cái dòng lệnh này mình thấy là gì? Mình sẽ có phương thức thiết lập mặc định cho A được gọi nè, đúng không? Phương thức thiết lập có tham số cho B được gọi nè, đúng không? Đó. Như vậy thì sau cái lời gọi hàm này, A nó là 0/1, B nó là 1/2, đúng không các chị? Đó. Sau đó A chấm nhập, B chấm xuất, C phân số nè,
C phân số C mở ngoặc A đóng ngoặc chấm phẩy. Như vậy chỗ này là phương thức thiết lập có phương thức thiết lập sao chép được gọi thực hiện nè. Nó sẽ sao chép thông tin từ A vào C, đúng không? Đó. Sau đó gọi C chấm xuất, đúng không? Mình có gì? Phương thức thiết lập mặc định cho A, phương thức thiết lập có tham số cho B, phương thức nhập, phương thức xuất, đúng không? Rồi phương thức thiết lập sao chép cho C, rồi phương thức xuất. Đó. Có các phương thức mà mình gọi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Rồi, chỗ này có ai không hiểu không các chị? Ok các chị ha. Tiếp theo nha. Cái khởi tạo và giá trị ban đầu cho đối tượng á, thì nó sẽ thực hiện ngay khi khai báo luôn, đó là phương thức thiết lập, đúng không? Ý nghĩa của nó khi mà khai báo đối tượng, nó sẽ khởi tạo luôn giá trị ban đầu cho cái đối tượng đó. Nó có thể dùng để ép kiểu từ đối tượng này sang đối tượng khác vậy ha, dùng để ép kiểu đó. Mình ví dụ nha. Hãy khai báo và định nghĩa các phương thức thiết lập cơ bản cho lớp đối tượng ngày. Ví dụ như mình có xem ngày, class xem ngày. Ngày thì có ngày tháng và năm, đúng không? Ngày tháng và năm, đó là inter. Mình sẽ có phương thức thiết lập mặc định, phương thức thiết lập sao chép và phương thức thiết lập có tham số. Đó là khai báo. Rồi, chỗ này các chị đã không hiểu không ta? Các chị đã không hiểu chỗ này không? Ok ha. Rồi. Để định nghĩa ha, để định nghĩa phương thức thiết lập này. Ví dụ như mặc định của xe ngày á, ngày 1 tháng 1 năm 1 đúng không? Đó, ví dụ như vậy, ngày 1 tháng 1 năm 1 đúng không? Đó là mặc định. Rồi, ví dụ như là có tham số, đúng không? Có tham số thì ở đây mình có thông tin này. Ví dụ như ngày, tháng và năm mình có sẵn thông tin. Và ở đây mình chỉ cần gán các thông tin đó cho cái đối tượng của mình thôi. Được ngày bằng ngày, tháng bằng tháng và năm bằng năm, đúng không? Ok quá chị, cho nên các em không hiểu không? Rồi, tiếp theo ha, phương thức thiết lập sao chép thì mình sẽ có một cái ngày x này, mình sẽ sao chép cái thông tin của ngày x này vào cái đối tượng ngày của mình, đúng không? Đó là ngày bằng x chấm ngày, tháng bằng x chấm tháng và năm bằng x chấm năm. Đó chính là cái phương thức thiết lập và phá hủy ha, ta phương thức thiết lập. Thì các chị lưu ý là mình có ba cái phương thức thiết lập cơ bản, đúng không? Đó là mặc định nè, có thật đầy đủ thông tin là có tham số đó và sao chép, đúng không? Cần nắm. Và phương thức thiết lập nó sẽ được thực hiện khi nào? Đó là ngay khi khai báo và nó chỉ được gọi một lần thôi, đúng không? Ngay khi đối tượng được khai báo và chỉ được gọi một lần. Rồi, phương thức thứ hai đó là phương thức phá hủy. Phương thức phá hủy người ta gọi đó là destructor, phương thức phá hủy. Mục tiêu đó chính là nó sẽ hủy đi cái đối tượng của mình, đúng không? Và nó sẽ thu hồi khi cái đối tượng đó hết phạm vi hoạt động. Tức là nó sẽ thu hồi lại tất cả các vùng nhớ của đối tượng khi đối tượng đó
hết phạm vi hoạt động, được không anh chị? Ok không? Tức là khi mình không dùng nữa hoặc là mình đi ra ngoài đó, hoặc là chương trình mình đã kết thúc, thì nó sẽ tự động gọi cái phương thức phá hủy này để thu hồi vùng nhớ cho cái tài nguyên mà mình đã cấp phát cho cái đối tượng của mình. Ví dụ nha, cái phương thức phá hủy này nó như thế nào, cái đặc điểm của nó, đó là tên trùng với tên lớp nhưng có dấu ngã ở đằng trước, nó phân biệt với lại cái phương thức thiết lập, đúng không? Tên trùng với tên lớp nhưng có cái dấu ngã ở đằng trước, không có giá trị trả về luôn, như vậy nó tương tự như là thiết lập nhưng mà nó có dấu ngã đằng trước và không có tham số đầu vào luôn các chị. Và nó sẽ được tự động gọi thực hiện khi đối tượng hết phạm vi sử dụng. Tự động gọi thực hiện luôn khi đối tượng hết phạm vi sử dụng ha. Và phương thức phá hủy này nó sẽ thuộc các phương thức nhóm các phương thức xử lý ha, nhóm phương thức xử lý đó. Và nó chỉ có duy nhất một cái phương thức phá hủy trong một lớp mà thôi, chỉ duy nhất một cái phương thức phá hủy trong một lớp đó, chỉ có một phương thức phá hủy thôi. Và trong quá trình sống của đối tượng nó chỉ được gọi một lần thôi, được không anh chị? Như vậy thì cái phương thức thiết lập và phá hủy này nó đều chỉ được gọi một lần thôi, đúng không các chị? Ví dụ nha, hãy khai báo và định nghĩa phương thức phá hủy cho lớp C phân số. Như vậy thì lớp C phân số các chị khai báo và định nghĩa phương thức phá hủy này như thế nào? Ví dụ mình có một cái lớp C phân số này, mình có tử và mẫu này, đó là hai cái thông tin của nó này. Mình sẽ có phương thức xử lý và đây là cái phương thức phá hủy, đó là tên trùng với tên lớp, đúng không? Không có tham số đầu vào, không có kiểu trả về và nó khác cái phương thức thiết lập là nó có dấu ngã ở đằng trước đó. Thì người ta gọi đây là phương thức phá hủy này. Ok anh các chị, cái phương thức phá hủy vì lớp C phân số này mình không có cấp phát vùng nhớ, cho nên chỗ này mình không có thu hồi gì cả, cho nên cái phương thức phá hủy chỗ này nó chỉ có cái lệnh là duy nhất, đó là return. Nếu như mà trong cái thiết lập các anh chị có cấp phát vùng nhớ thì ở cái phương thức phá hủy này các anh chị phải thu hồi cái vùng nhớ đã cấp phát ha. Còn lớp C phân số thì mình không cấp phát vùng nhớ gì cả, cho nên mình không cần. Thì đây chính là cách định nghĩa cái phương thức phá hủy này, thì thấy cái dấu ngã đằng trước này, đúng không? Đó. Rồi, như vậy nó sẽ sử dụng như thế nào? Rồi mình ví dụ nha, mình có một cái đoạn chương trình này. Đó. Ở trong đây mình khai báo một cái C phân số A. Ở trong đây mình có A chấm nhập, A chấm xuất. Đây là thuộc một cái khối if này, đúng không? Đó, sau khi thoát khỏi. Như vậy thì sau khi thoát khỏi cái if này này, thì cái phương thức phá hủy của A nó sẽ được gọi thực hiện, đúng không các chị? Đó, nó thoát khỏi if này thì A nó sẽ được gọi thực hiện cái phương thức phá hủy đó, đó. Cái này hiểu không các chị? Tại vì nó hết phạm vi sử dụng này, A nó chỉ có phạm vi sử dụng trong cái dấu mở ngoặc đóng ngoặc này thôi, đúng không? Khi mà ra khỏi cái dấu mở ngoặc đóng ngoặc này thì nó sẽ gọi thực hiện cái phương thức phá hủy cho cái C phân số A đó. Đơn giản như vậy ha, chỉ cần mà hết phạm vi sử dụng nó sẽ gọi thực hiện cái phương thức phá hủy. Rồi, đối với bài tập về nhà, các anh chị sẽ khai báo và định nghĩa các phương thức thiết lập và phá hủy cho các lớp đối tượng đó, như các anh chị đã làm vừa trước, đúng không? Và ví dụ mình ở đây là có để mình định nghĩa lớp C điểm nè, đúng không các chị? Đó, lớp C điểm nè. Như vậy ở đây mình muốn cái phương thức thiết lập của nó thì mình sẽ định nghĩa như thế nào? À, C điểm, đúng không? Đây là mặc định nè. Có tham số nè. Thì mình có hai cái thông tin đó, hai điểm ha, hành độ và tung độ ha. Rồi phương thức thiết lập sao chép nè, công tăng cái điểm nhiều vậy đi ha, đó sao vậy, điểm điểm P là đó đi ha, đó. Ok, đây là phương thức thiết lập cho cái lớp C điểm, rồi phương thức phá hủy cho lớp C điểm nè. C điểm phá hủy. Ok các chị,
Rồi muốn định nghĩa cho nó thì mình sẽ làm như thế này. Rồi mình copy xuống dưới này ha. Tự nghĩa ở đây. Đọc được. Rồi chỗ này mình sẽ có tăng từ tầm vật nè. Xe điểm nè, tăng từ 4 chấm nè. Đó. Rồi ok. À, mặc định điểm cho mình trả lời 0,0 ha. X bằng 0 nha. Y bằng 0. Đó. Ví dụ như vậy. Tăng từ 4 chấm đúng không? Rồi, ở đây mình có gì? À, hoành độ và tung độ đúng không? Hoành độ này. Tung độ này. Rồi thì x sẽ phần h này. Y sẽ phần t này. Đó, hoành độ tung độ như vậy. Hôm nay sẽ có lỗi không? Cái tấm này. À, cho nên mình chưa có định nghĩa. À, chất nghĩa luôn. C điểm tăng từ 4 chấm. Đây là sao chép đúng không? Sao chép thì mình sẽ sao chép tất cả các thông tin từ T vào. C bằng T chấm X. Y bằng T chấm Y. Đó. Ok. Và cuối cùng là phương thức phá hủy. Nha. C điểm tăng từ 4 chấm. Đó là phương thức phá hủy. Ở đây thì mình thấy là trên này mình không có cấp phép phụ nhớ nè. Đúng không? Nên chỗ này mình chỉ cần return thôi. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành, đúng không? À, phương thức thiết lập và phá hủy cho lớp xe điểm. À, ok mọi chị. Giờ muốn hoàn thành phương thức thiết lập và phá hủy cho lớp xe tam giác luôn cũng được, đúng không? Xe tam giác nè. À, mình có xe tam giác, đúng không? Và định nè, đúng không? Xe tam giác nè. Thì có tham số đi. Thì mình có ba cái điểm, đúng không? Xe điểm, xe điểm và C điểm, ba cái điểm đúng không? Và phương thức thiết lập sao chép C tam giác constant C tam giác rồi. Đó. Ok quá chị. Rồi phương thức phá hủy ha. C tam giác để lấy cái nghĩa trước nè. Đó. Là phương thức phá hủy nha. Như vậy thì mình sẽ làm được định nghĩa các cái hàm này. Định nghĩa nó sẽ rất đơn giản thôi, không có gì khó hết. K phóng tử tầm vật C tam giác phát triển 4 chấm C tam giác. Đó. C tam giác thì mình sẽ cho mặc định là gì ta? Không hết đúng không? Để là mình sẽ gọi thực hiện các cái số điểm số điểm giác thì mình cần có ba cái điểm ABC đúng không? ABC mặc định mình sẽ cho là sẽ cho nó là gì ta? Mình có thể cho mặc định là không hết các anh chị. Giả sử mình khai báo số điểm nhỏ đi ha, số nhỏ. Khi mình khai báo như thế này thì ABC là không hết các anh chị, tại vì nó sẽ gọi cho chị cái phương thức mặc định của số điểm ha. A lớn bằng A nhỏ, B lớn bằng B nhỏ, C lớn bằng C nhỏ. Ok. Ví dụ như đây mình có điểm A nhỏ này, B nhỏ này, điểm C nhỏ này, đó. Rồi thì A lớn bằng A nhỏ thôi, B lớn bằng B nhỏ, B nhỏ như vậy. Và C lớn bằng C nhỏ, ok ha. Thì ba cái điểm ABC này là ba cái điểm mà mình truyền vào nè. Đó, cái lập mặc định này. Nên mình đọc có tham số này. Rồi, C, tam giác. 4 chấm. Một cái tam giác G nào đó, nha. Sao chép, đúng không? A bằng G nhỏ chấm A. B bằng G chấm B. Rồi, C bằng
Đây, còn cái nữa đó là phá hủy ha. Đây, mình cũng không có pháp cùng nhớ gì hết các chị. Cái này mình chỉ về tên thôi. Không bài sẽ có lỗi gì không? Có lỗi đúng không? Đó, như vậy là mình đã thiết lập và phá hủy cho lớp C điểm nè. Đó. Và C tam giác nè. Đó. Rồi, chỗ này các chị có câu hỏi gì không? Rồi, giờ các chị. Chứ vậy thì để sử dụng á, mình có thể sử dụng như thế nào? Các chị thấy ví dụ như mình khai báo cái xe tam giác nè, đúng không? Giờ nè. Ok không các chị? Bây giờ mình khai báo thôi, bây giờ mình xe nó ra luôn. Xem nó có kết quả gì không nha. Đúng không? Xe nó ra luôn nè. Xem coi kết quả nó là bao nhiêu nè. Nó sẽ là 000 này các chị. Thấy không? Đó là mặc định đó. Thấy không? Mặc định đó các chị. Rồi, ví dụ như ở đây mình có thể khai báo tiếp này. Ví dụ như mình khai báo một cái ba cái điểm đi ha. Khai báo C điểm nè. Một ví dụ như điểm nhỏ đi. Nhỏ là một đây nè. Rồi cái nhỏ nè. Một bốn nè. Cái nhỏ nè. Rồi hai sáu là ví dụ như vậy, đúng không? Mình có ba cái điểm A, B, C nhỏ. Bây giờ mình muốn gọi thực hiện cái mình muốn khai báo ha, khai báo đi. C tam giác H B ha, tam giác H này, nó sẽ nhận vào ba cái điểm A, B, C đúng không? B, C đó, khai báo thôi các chị. Đây, bây giờ mình sẽ suy ao H xem H là bao nhiêu, đúng không? Có phải hát là 1, 2, 3, 4 và 2, 6 không? Đúng chị, hát này 1, 2, 3, 4 và 2, 6 đúng không? A, B, C. Rồi bây giờ mình sao chép luôn nha các chị. Xuống đây mình khai báo C tam giác. Ví dụ như hát Y đi, tam giác Y đi. Nó là sao chép của sao chép thằng hát của nó nè. Đó, ok không? Sau đó là CLI nè. Thì mình sẽ có đây chụp mờ đi ha, chụp mờ tam giác y nhân chấm đây một tam giác khác đi đúng không? Đó. Rồi mình sẽ thử thôi. Như vậy thì y và h chống nhau đúng không? Đó, mình cứ xuống dòng nha, xuống dòng cho nó đẹp. Ok. Đó, như vậy y h bằng nhau đúng không? 6, 7. Ô tam giác h, quên nhầm. Không phải em lo chỗ này. Này là sẽ n ở đây nha các chị. Ok, chạy thử. Rồi, ok, ta nhắc hết nè. A, B, C, ta nhắc Y nè. A, B, C. Đó. Đó chính là cách mình sử dụng cái phương thức thiết lập. Bây giờ phương thức phá hủy nó có được tự động gọi thực hiện không? Bây giờ mình sẽ đặt một cái debug ha. Thực ra không cần debug đâu các chị. Ví dụ như mình coi thử coi cái phương thức này nó có được gọi thực hiện không nha. Đó, bây giờ mình giả sử như CL nè. Đó là CL ha. Phá hủy tam giác nè. Đó, CL nè.
Cái hàm à, đó là phương thức phá hủy của lớp xe cảm giác nè. Mình coi cả phương thức phá hủy của lớp xe điểm nè. Phá hủy điểm nè. Rồi, mình sẽ để mình biết coi nó có gọi thực hiện hai cái phương thức đó hay không thôi, đúng không? Cho thử xem. Đó, nó gọi thêm, gọi hết cho anh chị thấy không? Phá hủy điểm, phá hủy điểm, phá hủy điểm, phá hủy điểm, phá hủy điểm. Mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái điểm trước khi nữa. Nó là cái tam giác, đúng không? Sau khi mà xong tam giác hết rồi, nó là gọi phá hủy tam giác này. Đó. Sau rồi phá hủy điểm này. Sau rồi phá hủy tam giác này. Xong có hệ điểm nè, xong có hệ tam giác nè. Đó, ok. Đó, gọi tự động gọi hết các anh chị. À. Nó tự động gọi hết các anh chị. Rồi. Ok. Cái này các chị có hỏi gì không? Đó là phương thức thiết lập và phá hủy ha của một lớp. À, có chỗ nào không hiểu không các anh chị? Chỗ nào không hiểu không các anh chị? Ok ha, rồi thì mình sẽ đi đến cái bài tiếp theo. Xong bài này thì chắc là mình sẽ nghỉ được rồi ha. Thì nó là toán tự gán thôi. Thì mình mình sẽ tìm hiểu nhanh thôi các chị, cũng không có gì. Và tuần sau, tuần sau là tuần sau âm lịch là ngày mấy rồi? Như tuần sau là mình nghỉ rồi đúng không ta? Và các chị biết cái lịch nghỉ của mình không? Nghỉ đó từ ngày 23 đó. Học nó tuần nữa sao này? Tuần hai nhà tuần sau ngày 22 chị có nghỉ được. Rồi, ok ha. Toán tự gán. Toán tự gán. Toán tự gán người ta gọi là operator bằng. Nha các chị, operator bằng. Đó là toán tự gán. Đó. Vậy thì toán tự gán đó là gì? Nó sẽ sử dụng để gán giá trị của biến này cho biến khác. Ok anh chị, nó được sử dụng để gán giá trị của biến này cho biến khác. Và mình mở rộng cho đối tượng, nó sẽ được gán thành phần dữ liệu của đối tượng này cho đối tượng khác. Ok anh chị, đối với đối tượng nó sẽ gán thành phần dữ liệu của đối tượng này cho đối tượng khác. Đó. Như vậy thì mình nghĩ như thế nào để mình có thể thực hiện được cái phương thức này ha. Ví dụ như mình có C học sinh A phẩy B chấm phẩy, đúng không? Đó. A chấm nhập mình có B bằng A. Ok các anh chị, mình có B bằng A. Đó. Mình muốn thực hiện cái lệnh này thì mình phải định nghĩa cái toán tử gán cho cái đối tượng xe học sinh, đúng không? Đó. Ta đã bị chấm xuất, ví dụ như vậy. Mình phải định nghĩa cái phương thức toán tự gán cho lớp đối tượng xe học sinh, đúng không? Mình sẽ sử dụng được cái câu là B bằng A, đúng không các chị? Đó. Như vậy thì định nghĩa như thế nào? Ví dụ như mình khai báo lớp xe học sinh nè, gồm có họ tên nè, điểm toán nè, điểm văn nè, điểm trung bình nè. Đó. Mình sẽ có một cái operator bằng này, đúng không? Operator bằng C học sinh, đúng không? Và nha, nó tự gán nó bắt buộc nha chị. Đó, ở đây các anh chị phải truyền vào một cái tham biến đó, C học sinh và operator bằng đó. Trả về một cái C học sinh. Ok các chị, trả về một cái C học sinh. Đó. Đó chính là cách mình khai báo cái lớp xe học sinh với cái toán tự gán. Ok không anh chị? Cái này ok không? Hiểu không? Đó. Rồi, như vậy mình sẽ định nghĩa như thế nào?
mình sẽ định nghĩa như thế nào. Như vậy thì ở đây thực ra cái gán á, thì mình sẽ gán từng cái thành phần dữ liệu của cái đối tượng này cho đối tượng khác, đúng không? Đó. Thì chỗ này mình sẽ gán các thành phần dữ liệu của thằng X này cho cái thằng đối tượng xe học sinh của mình, đúng không? Đó. Ok. Họ tên nó là chuỗi, mình sẽ dùng hàm string copy copy cái chuỗi x.họ tên này vào cái chuỗi họ tên của mình. Đó. Toán thì là bằng chấm toán thôi, đó là số nguyên, cho nên mình chỉ dùng phép toán gán bằng bình thường. Tăng bằng cái chấm văn, điểm trung bình bằng x chấm điểm trung bình, đúng không? Và cuối cùng return sao this nha. Đó, sau khi mình gán xong rồi mình sẽ return sao this. Và sao this là gì? Sao this nghĩa là cái đối tượng của mình á, đối tượng học sinh mình đang xét này. Đó. Đối tượng học sinh mình đang xét á, bản thân của nó nha, this tức là bản thân của đối tượng đó mình đang viết. Chỗ này nó chính là cái toán văn và điểm trung bình của mình đây nè. Được không anh chị? Tức là cái đối tượng sao this này nè. Đây nha. Lưu ý nha. Chỗ này là nghĩa nó bắt buộc anh chị phải định nghĩa như vậy nha. Đó. Cuối cùng là return sao this. Đó chính là cái toán tự gán, cách định nghĩa cái phương thức toán tự gán. Rồi. Cái này mình cài đặt giống như là phương thức, nhưng cài đặt giống như là cài đặt một cái phương thức của đối tượng thôi. Và các chị lưu ý ha. À, bên trong cái thân của đối tượng này nè, this này nè, đây là một con trỏ nha các chị. Con trỏ, nó là con trỏ đối tượng luôn, nó thuộc về lớp mà phương thức đó thuộc về, tức là nó sẽ thuộc về cái lớp mà bản thân của nó đó. Để đây cái chị hiểu đơn giản nha. Thì cái sao this này nè chính là cái toán văn và điểm trung bình này, cái họ tên toán văn và điểm trung bình này nè. Còn cái thằng x này chính là thằng x này, đúng không? Cái sao this chính là cái thằng này nè. Đó. Rồi. Ví dụ mình có lớp xe phân số, đúng không? Thì this nó là con trỏ thuộc về con trỏ đối tượng thuộc về lớp xe phân số ha. À. Ví dụ mình có lớp xe điểm thì this nó là một con trỏ thuộc về lớp xe điểm ha. Tương tự như vậy. Và lưu ý là this nó là một con trỏ đối tượng nha các chị. Nó sẽ giữ địa chỉ của đối tượng đang gọi thực hiện phương thức nha. Nó sẽ giữ địa chỉ của đối tượng đang gọi thực hiện phương thức. Đó, thì lưu ý nha. Còn sao this nó chính là đối tượng đang gọi thực hiện phương thức luôn. Cái bản thân thằng this này nó là con trỏ, nhưng mà cái sao this nó chính là đối tượng luôn nha các chị. Sao this nè, sao tán từ sao là gì các chị nhớ không? Đối với con trỏ, tán từ sao là gì? Truy xuất đến cái địa chỉ ô nhớ, đúng không? Lấy cái thông tin từ cái địa chỉ đó ra, đúng không các chị? Đó. Thì tán từ sao này, đó là tán từ truy xuất đến cái lấy cái giá trị của cái con trỏ mà trỏ tới, đúng không? Giá trị mà con trỏ trỏ tới. Rồi. Như vậy thì mình có thể sử dụng như thế nào sau khi mình định nghĩa cái toán tử và a toán tử bằng. Toán tử bằng thì mình có thể sử dụng rất là đơn giản. Đó, ví dụ như mình khai báo là C học sinh AB, đúng không? Mình nhập cho A rồi. Mình muốn có B thì mình có thể gán B bằng A, ví dụ như vậy. Đó là cách sử dụng. Thì trong cái câu lệnh này nè, thì mình có thể nói là đối tượng B gọi thực hiện phương thức toán tự gán với đối tượng A, với tham số là đối tượng A. Đúng không anh chị? Đó. Lúc đó A này nó vô đây, nó chính là thằng X nè các chị. Đúng không? Và B nó chính là cái con trỏ this này nè. Đó. Rồi, cách sử dụng thứ hai. Ví dụ mình khai báo C học sinh A, B, C, D, E. Ví dụ như vậy. À, nhiều. Mình có thể gán luôn. Mình có nhập một cái thôi. Mình có thể gán A bằng B bằng C bằng D bằng E. Đó. Được được. Nha. Ừ. Nhiều quá nó không nổi cho các chị. Đó. Có thể gán D bằng E, C bằng E luôn đó chị. Nha. B bằng C và A bằng B. Đó. C bằng D bằng E luôn. Okay, nó sẽ thực hiện cái này trước nè.
sau đó nó sẽ thực hiện đến cái tiếp theo này, sau đó mới thực hiện cái dấu bằng này nè, và cuối cùng cái thức dán này nó sẽ thực hiện từ phải qua trái nha các anh chị, nó khác cái ở phía trên nó thực hiện từ trái qua phải, nhưng mà ở đây nó thực hiện từ phải qua trái, ok ha. Đó. Rồi, hãy khai báo và định nghĩa phương thức toán tự giác cho lớp đối tượng C hỗn số. Ví dụ mình có một cái lớp C hỗn số. Hỗn số thì có phần nguyên, tử và mẫu, đúng không anh chị? Phương thức toán tự giác cho C hỗn số nè, đó là C hỗn số operator bằng C hỗn số và, đúng không? Đó. Rồi. Cách định nghĩa rất đơn giản thôi. Tức là phần nguyên nó sẽ bằng x chấm nguyên, tử bằng x chấm tử, mẫu bằng x chấm mẫu, và cuối cùng return sang this, đúng không? Đó, đó chính là cách mình sử dụng. Như vậy thì đối với là cái phần này thì bài tập về nhà nó cũng tương tự thôi. Các chị sẽ khai báo và định nghĩa các toán tự phương thức toán tự giác cho các lớp đối tượng đó luôn nha. Ở đây mình ví dụ nè, đây mình có lớp C điểm và lớp C tam giác, đúng không? Như vậy thì mình sẽ khai báo và định nghĩa cái phương thức toán tự giác cho lớp C điểm trước nha. C điểm đúng không? Operator bằng anh chị C điểm và đó. Đó là lớp C điểm. Tương tự như vậy lớp C tam giác mình cũng có một cái toán tự giác nha. C tam giác operator bằng đúng không? Rồi C tam giác và đó. Ok các chị. Đó, dễ dàng ha. Mình có thể dễ dàng thực hiện được cái này. Rồi ok, mình sẽ định nghĩa nó dưới này thôi. À, C điểm trước nha, C điểm nè, C điểm toán tự 4 chấm, đúng không? Rồi, cái này mình sẽ cho một cái điểm P nào đó, ha. Một cái điểm P nào đó thôi. Rồi, C điểm thì là x bằng C chấm x. Rồi, C bằng C chấm y, đúng không? Cuối cùng là return sang this. Đó. Tương tự như vậy mình có cái C tam giác nè. Đúng không? Đó. C tam giác. C tam giác. Toán từ 4 chấm. Một cái tam giác G nào đó đi ha. Đó. Thì C tam giác thì mình có gì? Mình có bằng ba cái điểm đó, bây giờ mình sẽ lấy các chị thấy mình sẽ sử dụng toán tự giác cho ba điểm thang của chị. Đó, bây giờ mình có nè, a bằng g chấm a đó. Ở đây là mình sử dụng toán tự giác của cái C điểm này các chị. B bằng g chấm b, c bằng g chấm c đó. Cuối cùng return this, ok không? Anh ba sẽ có lỗi không nha? A à, bị lỗi. Tối gì đây? C điểm và tu constant C điểm nó không cho, đúng không? À, vậy là nó sẽ không cho dán kiểu này. C điểm và tu constant C điểm A, như vậy thì nó sẽ cho nó không chịu và người đi ha. Tại sao mình lại có constant chỗ này vậy ta? À, hồi nãy là mình có phương thức thiết lập sao chép đó anh chị. Mình có cái phương thức thiết lập sao chép. Cho nên từ đây nó sẽ không chịu cái phần cái điểm chỗ này. À, do mình có phương thức thiết lập sao chép thì nó báo lỗi như đây. Báo lỗi ngay phương thức thiết lập sao chép. Biết là có phương thức sao chép rồi.
Tại vì nó bị đụng cái phương thức sao chép với lại cái bằng đó. Nếu mà mình chỉ sử dụng 102 thôi. Thì cái tăng tượng thì cũng bằng cái này trong sẽ không xong không chắc sẽ không tăng nếu mình định nghĩa cho tăng tự gắn bằng ở đây anh chị. Đây, chỗ này mình phải phải đi à. Nếu như vậy thì mình sẽ để con tăng hết luôn được không ta? Tăng nha, chỗ này này. Chỗ này mình để con tăng được à, cho nó đảm bảo không được thay đổi. Ok, chỗ này mình cũng phải constant luôn nè, bỏ hết hai chắc phải thêm hết nha chị. Rồi ok, thử cái này xem mình đảm bảo nó không được thay đổi ha. Đó đúng rồi. Một là mình bỏ hết, hai là mình phải thêm hết nha các chị. Chỗ này nó phải có constant nữa nè, tại vì nó sẽ đảm bảo không thay đổi, không có được thay đổi ha. Đó. Ok, nó bắt buộc mình phải làm vậy. Rồi chỗ này các chị có câu hỏi gì không? Đó là lớp sơ điểm ha và lớp sơ tam giác. Đó là các phương thức này, thiết lập này, phá hủy này, toán tử vào ra này. À, toán tử bằng này, gắn bằng này. Đó. Ok, có câu hỏi gì không chị? Rồi. Cho mỗi này. Nó toán tử gán là cái đối số mà truyền vào mình phải truyền tham chiếu thì. Tại vì mình chỉ gán cái đối số đó cho cái disk. Cái nào? Cái toán tử gán cái này. Thì tại sao mình phải truyền vào cái tham chiếu này? Tại vì hàng này là mình dùng cái điểm đó mình gán cho cái disk này. Nó bắt buộc mình phải khai báo như vậy anh chị. Đây là mình cái toán tử bằng này nè, toán tử gắn bằng này nè. Thực ra đó là mình overload một cái toán tử gắn bằng này đã có trước rồi ha. Mình overload nó với cái xe điện của mình. Thì nó yêu cầu truyền vào đây là một cái tham chiếu. Được không chị? Đó. Thì nó mới. Nhưng mà tham chiếu thì là cái biến của thằng ở trong đó nó sẽ cùng với lại cái biến của disk luôn đó này. Là hai thằng nó cùng địa chỉ luôn. Tại sao hai thằng cần địa chỉ được? Tại vì khi mình tham chiếu thì là cái nó sẽ đồng nhất với nhau, cái biến này nó sẽ đồng nhất với biến kia. Không đúng. Khi mà mình khai báo tham chiếu thì cái bộ nhớ nó sẽ được dùng chung của thằng này và thằng ở ngoài. Là cái thằng ở ngoài nó sẽ truyền tham chiếu cho thằng này. Dạ rồi. Chứ còn hai thằng này nó khác nhau nha. Bản thân hai thằng này nó khác nhau.
Rồi, ok ha. Như vậy thì cái phần này mình sẽ lên trên tin nha, cho các chị làm thử ha, để mình thực hành nha các anh chị. Mình sẽ có cái buổi 2 ha. Đây, bắt đầu buổi 2 nó tự xem thì được. Đây nữa chị. Đây đi. Các chị có thể mở lại cái này coi ha. Xem tu. Rồi, đây là cái buổi 2 ha, các anh chị có thể lấy về xem nha, và làm theo. Và cái bài tập của mình á, mình có các cái bài tập là các chị sẽ định nghĩa các cái hàm thiết lập nè, phá hủy nè, toán tử vào ra nè, và toán tử gán nè, cho tất cả các lớp này nha. Đó, thì ở bài lý thuyết cũng như là lúc nãy giờ đó, thì mình đã định nghĩa được cho xe phân số rồi nè, xe điểm, xe ngày rồi nè, đúng không? Có ngoài ra có hỗn số nữa nè và tam giác rồi nè, thì mấy cái khác các chị có thể làm tương tự thôi, đúng không? Đó. Ok. Thế vậy thì chắc được rồi ha. Vậy thì tuần sau thì mình sẽ đi qua một cái buổi để hướng dẫn các anh chị làm về thực hành, sẽ có một số cái bài tập để các anh chị làm quen ha. Làm quen với môi trường thực hành này, làm quen với lại cách để mình có thể là kiểm thử cái lỗi nè, đúng không? Trong cái môi trường thực hành đó nè, đó. Nói chung là hết sức cơ bản thôi, không có gì khó hết á. Chủ yếu là các anh chị vẫn phải nắm được cái cách để anh chị có thể khai báo được cái đối tượng như thế nào, nắm được cái cách để có thể định nghĩa một cái phương thức, đúng không? Một cái phương thức của một lớp đó, hiểu được các cái định đa năng hóa tán tử đó, mình đã đa năng overload các tán tử, ví dụ như là tán tử gán bằng rồi nè, đúng không? Mình hiểu được kỹ thuật hàm bạn với tán tử vào ra nè, mình hiểu được các phương thức thiết lập phá hủy nè, rồi cái gì nữa ta, ok hết rồi đúng không? Đó. Rồi, các chị có câu hỏi gì về phần này nữa không? Để hôm nay mình đi sớm nha. Hơi nhức đầu chút, với lại đau học nữa. Các chị có câu hỏi gì về phần này không ta? Okay. Như vậy thì còn thời gian thì các chị có thể làm thêm một số cái bài ha. Này, mỗi cái bài tập phía sau á, đó. Cái bài tập phía sau các chị làm cho nó nhớ thôi, nó quên cả. Đấy. Thì các cái tool lập trình á, thì mình thấy nên cài cái thằng Kotlin cho nó tiện á chị, Kotlin này. Đó. Các chị có thể cài Kotlin. Còn không các chị có thể cài cái bộ Visual Studio cũng được. Nhưng mà bộ đó thì hơi nặng. Các chị cài Kotlin thì nó nhẹ hơn nhiều. Đó. Cái bản cài đặt của nó là bản có MVK để có thể đi bắt được nha các chị. Tuần sau thì có thể mình sẽ hướng dẫn cho các chị về cái phần kiểm lỗi chương trình với Kotlin này nha. Đó. Và viết một số cái bài đơn giản về xây dựng một số cái lớp đơn giản ha. Đó. Đặc biệt các chị phải lưu ý cái kỹ thuật hàm bạn nè. Đọc lại cái slide về lý thuyết hàm bạn nha các chị, đọc lại cái slide về lý thuyết, các cái phần phương thức ví dụ như là phá hủy, thiết lập và phá hủy các chị phải đọc lại kỹ ha. Đó. Các chị phải hiểu được cái con trỏ this nó là gì đó. Và sao this nó là gì nha. Nó sẽ có một số câu hỏi về lý thuyết, nó cũng liên quan đến những cái phần đó. Rồi nó tự gắn bằng
Đó, ví dụ vậy. Hello thầy ơi. Alo. Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu thầy ơi. Thầy ơi, cái máy của em á, em không có xài cái Cosblock của thầy được, em xài cái Cos X được thầy. X-Code thầy. X-Code. Dạ. X-Code là của Mac đúng không ta? Dạ đúng rồi thầy. Ok, được, được. Cũng được. Dạ. Dạ. Sao hết. Dạ. Okay. Em cảm ơn thầy. Dạ thầy cho em hỏi một câu nữa được thầy. Ok anh, hỏi đi anh. Dạ. Cái chỗ toán tử gắn bằng ở đây, thay vì mình trả một cái disk, mình có thể cho cái hành chiếu trên cái xe học sinh là nó cũng tương tự không thầy? Hành chiếu xe học sinh là sao ta? Hành chiếu trên cái xe học sinh biến cái khai báo trên đó thầy. Không, cái này cái dạ bên kia này, bên góc thầy. Cái này. À dạ đúng rồi. Thì nó có giống nhau không thầy? Nếu mà trả về tham chiếu. Dạ. Trả về tham chiếu là sao ta? Chỗ này muốn trả về tham chiếu á thì chỗ này phải return gì? Mình không cần return gì hết, tại vì tự mình có biết nó sẽ tự nhận luôn. Không được. Đúng vậy. Không được. Không được, không được, không được. Cái này mình trả về tham chiếu, mình trả về tham chiếu thì mình phải return về một cái địa chỉ nào đó. À dạ thì mình không cần phải return lại sao disk, mình return lại disk là được. À cũng có thể. Mình thử thử. À dạ. Dạ rồi. Ok ha. Rồi. Dạ. Tức là mình trả về thì mình muốn ở đây mình trả về địa chỉ thì dưới này mình cũng phải trả về địa chỉ nha, để nó mới đúng nha. Còn ở đây mình trả về một cái đối tượng nè, nên chỗ này mình trả về đối tượng nè, sao disk nó là một cái đối tượng nè, còn cái bản thân disk nó là con trỏ nè, đó nó là địa chỉ đó. Thì nếu mà các chị trả về địa chỉ có thể trả về về disk cũng được, có lẽ được đó thì ok ha. Test luôn thử cái được không nha, nó có báo lỗi gì không. Để mình mở lại cái project. Ok. Đây đúng không? À, ví dụ như cái điểm đi ha. Mình sẽ trả về tham chiếu. C điểm. Mình chạy thử xem. Báo nè, báo gì đây? No declaration match. Không có định nghĩa này ở trên đây. À, không được. À, không được nha. Các anh chị. Không, nó không chịu. Đúng không? À, thầy khai báo cái hàm ở dưới định nghĩa chưa có tham chiếu nó. Cái đó. Anh chỉ cho cái xe điểm ở dưới này. À, quên. Đây, đúng rồi. À. Ok, thầy ra. Thì tên... This cái này không được. Cái này là gì đây? Invalid in this relation. Nên chúng ta sẽ cần trang sẽ đi ra. Trang sẽ đi xa. Sẽ đi ra, sẽ đi xa nó khác nhau. Sẽ đi xa. Trả về con trỏ được ra chị. Đây ha, có thể trả về con trỏ. Tương tự ha, trả về con trỏ thì là return disk thôi, được không? Thật ra nó như nhau đó chị. Các chị return sao disk thì trả về xe điểm là ok. Hoặc là chị trả về xe điểm sao thì là return disk, nó như nhau à, nó là một á, đúng không? Ta có hỏi gì khác không các chị? Cái đó là như nhau nha. Rồi ok, nếu không có gì thì mình sẽ nghỉ ở đây ha. Các anh chị có thể tham khảo cái code này ở trên đây ha. Và một số cái bài tập, các anh chị có thể coi trên slide, nó cũng có một số cái hướng dẫn
để các chị có thể gõ lại cho nó quen nha, gõ cho nó quen. Ok các anh chị. Và lý thuyết lưu ý thì ở đây mình có lưu ý một số cái vấn đề rồi đó, thì các anh chị chỉ khó đọc lại phần slide để nắm, và sau này mình sẽ có một cái video ôn nữa, mình sẽ ôn lại thôi nha. Đó, một số cái lý thuyết đó để các chị có thể nhớ, không là mình tại vì thi quốc kỳ thì hình như là mình thi trắc nghiệm á, thì chủ yếu là lý thuyết nó nhiều nha. Đó. Rồi ok, vậy mình nghỉ đây nha. Bye bye các anh chị. Dạ em chào thầy.